sứ mệnh. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp vào sự phát triển và hội nhập, xây dựng và bảo vệ đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. Tầm nhìn 2045. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành một trường đại học hàng đầu, có uy tín cao trong nước, trong khu vực và trên thế giới, trong các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. Giá trị cốt lõi: đổi mới sáng tạo, trách nhiệm quốc gia, phát triển bền vững, khẩu hiệu hành động. Triết lý giáo dục: Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện triết lý giáo dục theo định hướng kiến tạo xã hội, trao cho người học công cụ trí tuệ và cảm xúc để tự chủ, tự thay đổi, tự khám phá và lĩnh hội tri thức, phát triển toàn diện nhân cách, năng lực và kỹ năng, khai phóng sự năng động, sáng tạo của bản thân thông qua các hoạt động học tập, trải nghiệm thực tế, nhằm trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cá nhân, cộng đồng và xã hội.